Ok, chào tất cả các bạn, mình là Thủy TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế lại cái chiếc xe điện này nha các bạn. Xe điện này thì mình dùng được một thời gian rồi. Hôm nay thì đổi mới lại cho nó thêm một cái số tính năng hay hơn, như là giảm xóc hoặc là bóng đèn hoặc là tính năng Bluetooth các thứ nha các bạn. Đấy, độ bô các thứ cho nó chất nha các bạn. Đây là xe bìn của nó các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái chiếc máy cắt này các bạn. Đấy, cái kit cắt này thì mình đã có một cái video mở hộp rồi. Đấy, cái bộ này thì nó cũng khá là hay, khá là tiện và rất là nhỏ gọn nha các bạn. Phù hợp với những cái hộ gia đình mà ít sử dụng máy cắt thì thêm cái bộ kit này về là bào rồi các bạn. Đấy, rất là đơn giản và rất là hiện đại các bạn. Đây là cái phôi cắt ra các bạn, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt cho nó một cái khung để còn cố định cả vào cái khung xe nha các bạn. Và bạn nào đang muốn tìm một cái bộ mũ khoan nào mà ngon, bộ rẻ thì mình thấy bộ này rất là hợp lý các bạn nhé. Bộ này mình dùng để quan sát khoan gỗ thấy rất là ok nhá. Đấy, quan sát cứ gọi là rất là dễ dàng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành sơn lại nha các bạn. Đấy, nhìn cái mối hàn thì nó có vẻ là không được đẹp lắm, nhưng mà sau khi sơn lại thì nhìn nó cũng không đẹp thật các bạn. Đấy, mình hàn nói chung là hàn làm sao cho nó chắc thôi các bạn. Đấy, chắc và nó khỏe là được rồi, chứ mình không có biết hàn thẩm mỹ nha các bạn. Đấy, nhìn mấy mũi hàn này thì ghê không các bạn. Nhưng mà sau khi sơn lên thì nhìn nó cũng đỡ hơn một chút. Nhưng mà quan trọng là nó khỏe là được rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cố định lại bóng đèn. Và các bạn thì nhìn thấy cái góc 3 giờ, đấy cái bụng của mình. Đấy, từ hồi làm YouTube phát là bụng nó tròn xoe các bạn. Trước là bụng 6 múi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp pin vào nhá. Pin này thì mình sẽ tiến hành cố định lại những bằng những cái miếng xốp ạ, xốp cách điện để cho nó ổn định hơn khi mà mình di chuyển các bạn. Đấy. Tránh bị chập va đập các thứ nha các bạn. Bộ này mà va đập là cũng hơi bị ghê đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp khung vào cho nó thôi. Đấy các bạn. Lắp khung và lắp giảm xóc vào. Cái giảm xóc này là giảm xóc cho xe đạp nha các bạn. Đấy, mình mua ở trên Shopee như là 1 200 nghìn gì đó các bạn. Đó, rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cho nó thêm một yên nữa. Đây, cái yên này thì mình đặt ở trên Shopee luôn các bạn nhé. Giá của nó là tầm khoảng 2 lít các bạn. Đấy, rất là êm. Nguyên cái yên này cũng là rất là êm rồi các bạn nhé, không cần giảm xóc. Mà đây thì mình có cả thêm cái hệ thống giảm xóc nữa nên là nó càng êm đấy. Ok bạn, cuối cùng thì mình đã chế xong rồi các bạn. Đấy, mấy hôm tưởng là chế một ngày xong, cuối cùng mấy ngày mới xong các bạn. Đây thì mình đã độ thêm rất là nhiều những tính năng hay ho, ví dụ như là Bluetooth các bạn. Đấy, hai cái loa Bluetooth này và một cái mạch Bluetooth thì các bạn. Cái mạch này thì mình mua ở trên Banggood cho bạn, mạch ZK502H. Cái mạch này kích cả được cái loa to cơ, những hai cái loa này thì có thể kích lên cháy loa cũng được các bạn. Đấy, nên chỉ vặn 50% thôi là rất là to rồi. Đấy, chìa khóa rồi là phanh đĩa nha các bạn, phanh đĩa này. Đấy, các bạn có thể thấy cái thiết kế hết sức là hầm hố này. Và hôm nay thì mình có độ thêm cho nó cái bộ phận giảm xóc ghế ngồi nha các bạn. Đấy, chán đứng rồi, hôm nay thì chế thêm cái khả năng là ngồi các bạn. Đấy, nói chung là nhộ ngồi rất là êm các bạn. Đấy, tí nữa thì mình sẽ soi kỹ cho bạn hơn về cái bộ phận giảm xóc này. Thiết kế khá là đặc biệt và không hề giống với bất kỳ cái thiết kế nào trên thị trường hiện nay nhá. Đây, giảm xóc ở đây. Chỗ này thì nó sẽ có một khớp này, một khớp này, một khớp này. Đấy, sẽ có 3 khớp nha các bạn. Và khi mà mình ngồi đây thì cái lò xo này sẽ ép vào đây các bạn. Đấy, ép ngang để giảm xóc nha các bạn. Đấy, trục giảm xóc của nó sẽ là theo trục đứng, nhưng mà cái giảm xóc của nó sẽ theo cái trục ngang này các bạn nhá. Và cái chiếc xe này có khả năng là bốc đầu bốc đít thoải mái nha các bạn. Rồi các bạn, yên ngồi cực kỳ là êm luôn. Và đây, và nói sơ qua cho bạn về cái hệ thống chiếu sáng của cái chiếc xe này thì gọi là kinh khủng khiếp các bạn. Nó sử dụng một cái đèn 100W này. Cái đèn này thì mình chỉ để ở chế độ nháy đấy nha các bạn, tại vì là 100W mà nó rất là tốn điện các bạn nhá, nó rất là tốn điện nên là mình chỉ để ở chế độ nháy thôi. Và cái đèn chiếu sáng thực sự là hai bóng ở trên nha các bạn. Đây, hai bóng này rất là sáng rồi, còn bóng dưới này chỉ là để nháy thôi, để dọa người thôi các bạn. Đấy, cái xe nào mà nó chiếu pha chiếu cốt ghê quá thì mình sẽ bật lên. Đấy các bạn, đấy các bạn nhìn vậy thôi nhưng mà ra buổi tối phát là nó sáng cả một cái bầu trời rất là rộng này. Các bạn có thể thấy cái kích thước của bóng đèn led này rất là rộng. Đấy, bóp phanh thì cái đèn nó sáng nha các bạn. Đây, bốc đầu bốc đít thoải mái nha các bạn. Tí nữa tối thì mình sẽ mang ra test thử cho các bạn xem nha.